Hình ảnh những chiếc tàu điện với âm thanh leng keng quen thuộc đã trở thành ký ức đẹp của nhiều thế hệ người Hà Nội một thời. Vâng, và bên cạnh những thanh âm quen thuộc của những chuyến tàu, nhớ đến tàu điện thì người ta cũng không quên nhắc đến những làn điệu sẩm được biểu diễn bởi những người nghệ sĩ rất đặc biệt. Những làn điệu đã biến những toa tàu nhỏ bé thành một không gian diễn sướng của một loại hình âm nhạc đường phố độc nhất vô nhị, đó chính là sẩm tàu điện. Vâng, khi mà những chuyến tàu điện ấy chính thức giã từ 36 phố phường, tưởng rằng nó đã mang theo những làn điệu sẩm trở về dĩ vãng. Thế nhưng với nỗ lực của những người nghệ sĩ tâm huyết, nghệ thuật hát sẩm này đang dần hồi sinh trong nhịp sống hiện đại hôm nay. Đều đặn thứ ba hàng tuần, các thành viên nhóm sẩm tàu điện lại cùng nhau ngân nga những giai điệu sẩm trầm bổng, khoan thai cùng với tiếng nhị, tiếng phách. Hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật truyền thống, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, người sáng lập nhóm, luôn trăn trở làm sao lưu giữ và lan tỏa tình yêu của môn nghệ thuật này tới những người trẻ. Nhớ lại cái thời mà khi có sẩm, thì khi có tàu điện ở trên cái phố cổ của thành phố Hà Nội mà nó rất thân thiện, đúng không ạ? Bởi vì bình thường thì người ta đi ầm ầm, nhưng mà trong khi đó thì tàu điện thì cứ đi túc tắc đùng đỉnh giữa cái phố xá như vậy, và đi từ phố này sang phố khác, và có những cái tiếng tàu leng keng, bên cạnh đó thì những cái câu hát sẩm nó vang vọng từ ngày đó. Cho nên là cái việc mà nhắc đến cái sẩm tàu điện là người ta nhớ ngay đến Hà Thành của chúng ta, và ngay cái lời hát của cái giai điệu của sẩm tàu điện cũng thế. Các bạn thấy rằng nó rất gần gũi và nó rất thanh lịch. Nó cũng đâu đó ẩn chứa những cái mà gần với cái phong cách của người Hà Nội. Khác với sẩm chợ, sẩm lễ hội, ở sẩm tàu điện, người hát luôn phải di chuyển nên các đoạn hát thường ngắn gọn, tiết tấu nhanh, vui tươi, rộn ràng hơn. Nội dung là những khúc tâm tình, những câu chuyện của đời sống của phố phường Hà Nội dành cho khán giả là những người dân lao động thành thị. Bởi vậy, những ca từ trong các làn điệu sẩm này tuy mộc mạc đời thường nhưng vẫn luôn tao nhã. Và để những ca từ hết sức bình dị ấy đi được vào lòng người, thì người nghệ sĩ luôn phải tìm tòi, trau dồi, tập luyện để có cách thể hiện thật truyền cảm. Nhằm khôi phục lại nghệ thuật hát sẩm đang dần mai một, những hoạt động mang nghệ thuật hát sẩm xuống phố đang được các nghệ sĩ của nhóm sẩm tàu điện kết hợp với các nhà nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Âm nhạc Truyền thống triển khai và nhận được tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả. Trước đây các cụ chỉ có hát sẩm chợ hoặc là sẩm đơn thuần theo cái cách là ba bậc ở trong nhà trò thôi. Thế thì bây giờ chúng tôi đã bố cục lại trong một cái bài hát có khi chỉ 5 phút, nhưng mà có trống quân, có thập ân, có sẩm chợ, có chênh bong, có ba bậc. Mình thì cũng rất là mong là cái nghệ thuật truyền thống sẽ được nhiều bạn trẻ tiếp nhận hơn. Tại vì theo cái thị hiếu thì hiện giờ đang có rất là nhiều nền nhạc thị trường khác nhau. Cho nhưng mà là một người Việt Nam ấy thì mình nghĩ là các bạn trẻ hoặc là kể cả bất kể ai cũng thế thôi. Chúng ta nên hướng về cái nghệ thuật truyền thống nhiều hơn ạ. Ngàn năm viết lại một thời sự. Lắng nghe những làn điệu sẩm vang bóng một thời, khán giả như được sống lại không khí của Hà Nội xưa. Tin rằng với sự tâm huyết của những nghệ sĩ, sẩm tàu điện nói riêng và dòng sẩm nói chung sẽ có nhiều khởi sắc trong tương lai, giúp người trẻ tìm lại nét văn hóa độc đáo của người Hà Nội.